Chào mừng đến với bản cập nhật 25.1. Lần này, chúng tôi giới thiệu một vũ khí mới mạnh mẽ. Những cơn gió sa mạc mới dễ khiến người chơi thay đổi chiến thuật trên địa hình Virama khắc nghiệt. Sự hợp tác huyền thoại chắc chắn sẽ gây ấn tượng. Hãy cùng khám phá nào. Đầu tiên, hãy sẵn sàng cho vũ khí mới Dragonop. Súng trường thiện xạ, khó điều khiển. Có sức công phá như tàu chở hàng. Khẩu súng 7.62mm uy lực này xuất hiện ở khắp nơi, ở cả chế độ thường và chế độ xếp hạng. Súng này đem lại sự cân bằng giữa rủi ro và phần thưởng cao, đồng thời còn báo hiệu về hệ thống sát thương cao nhờ cơ hội. Để có thông tin đầy đủ, đừng quên truy cập bánh nốt. Tiếp theo, Mirama cũng có chút thay đổi. Khám phá Panota, vùng lãnh thổ mới với nhiều cơ hội khám phá và nhặt đồ. Dù vậy, hãy nên cẩn thận, vùng ném bom Red Zone quen thuộc giờ được thế bằng bão cát độc nhất càn quét qua chiến trường. Đây không phải là bão cát thông thường, nó gây sát thương, che khuất tầm nhìn, làm chậm tốc độ của người chơi và tàn phá thiết bị điện tử của họ. Nếu người chơi muốn đi nhanh hơn, chúng tôi có triển khai đường cáp trượt. Sử dụng cáp trượt để có thể di chuyển thật nhanh chóng, có chiến lược giữa các đảo và sườn núi. Một số địa hình được điều chỉnh, một vài vùng không cần thiết đã bị loại bỏ và hơn thế nữa. Nhưng khoan, chưa hết, Grab the Pass đã quay trở lại cùng với sự hợp tác cực sang trọng với thương hiệu xe thể thao huyền thoại Aston Martin. Tỏa sáng khắp chiến trường, thể hiện phong cách, sự trang trọng, phong độ và độc quyền. Còn muốn biết làm sao để sở hữu skin độc đáo này, hãy kiểm tra thông báo sắp tới từ Aston Martin để biết thêm chi tiết. Còn rất nhiều điều khác trong bản cập nhật này, gồm bản đồ Team Deathmatch mới, Boardwalk và nhiều điều khác nữa. Hãy nhớ kiểm tra patch note để có thông tin đầy đủ về tất cả những cập nhật mới. Hẹn gặp lại ở Battleground. PUBG Survival, mùa hè tưng bừng. Chơi miễn phí ngay PUBG Battleground.